ân ích từ thánh lễ bàn có biết chưa? Thánh Thomas, một nhà thần học, đã viết về những sự kỳ diệu của thánh lễ Misa như sau. Thánh lễ giúp kẻ có tội trọng được ăn năn hối cải, tội nhẹ được tha thứ. Qua thánh lễ sẽ tăng thêm những ơn ích và những ơn cần thiết cho chúng ta. Nếu tội lỗi con đỏ như máu, ta cũng sẽ làm cho nó trắng như tuyết. Thiên Chúa nói với Thánh Matthew: trong thánh lễ, ta đến với sự khiêm nhường. Mọi kẻ tội lỗi dù hư hỏng tới đâu, nhưng nó khao khát sự tha thứ, ta sẽ đến với nó trong sự ngọt ngào và thương xót. Ta sẽ tha thứ kẻ thù xấu xa nhất của ta nếu nó xin ta. Ta sẽ đến với sự khoan hồng. Như vậy, không có kẻ nghèo hèn nào tới với ta mà không làm đầy tình thương cho nó. Ta tới với bánh bởi trời để tăng sức lực cho kẻ yếu kém, với ánh sáng để giúp kẻ đuôi mù, với tràn đầy ân thánh để đẩy đi những đau khổ, khắc phục những trở ngại và làm tan biến những sợ hãi cho những ai chạy tới ta. Thiên Chúa bảo đảm với Thánh Matthew: người sẽ an ủi tất cả những ai tham dự thánh lễ, và người sẽ gửi các thánh xuống giúp họ trong giờ chết, vì khi còn sống họ đã thường xuyên tham dự thánh lễ.